chúng mình thi xem ai có thể tạo ra một con vật mạnh nhất trái đất không? Ok, sao phải ngại chứ? Ê này các cậu, đây là nhện siêu to khổng lồ nhé. Ô, con nhện này làm sao ăn được con khủng long của tớ? Nghĩ lại đi bạn, nó có nọc độc và chân nhọn. Nó sẽ làm khủng long tê liệt bằng một đòn tất sát. Nhưng nó đâu có lớn bằng con khủng long, nó bé tí xíu và còn chẳng to bằng bàn tay của tớ. Ok, vậy một con nhện khổng lồ to bằng con khủng long thì sao? Ăn đứt khủng long luôn nhé. Nếu ở ngoài đời thật thì nó vô lý ầm ầm. Chẳng vô lý tẹo nào. Thử nghĩ mà xem, khi khoa học tiến bộ, con người sẽ tạo ra những loại côn trùng có kích thước to khổng lồ như bọ ngựa, bọ cạp, bọ hung, rán. Hi he. Thôi đi các cậu, tớ chắc chắn không có loại côn trùng siêu to, siêu khổng lồ như kiểu bù xú mô tả đâu. Ơ kìa, sao cậu biết được? Có gì để chứng minh không? Những con côn trùng khổng lồ trong tương lai ư? Chúng phi thực tế. Tớ chắc chắn chúng yếu siêu, tớ còn không thể nhấc chân lên mà đi nổi. Thôi, chúng mình sang nhà bác giáo sư hỏi. Đi đi. Wow, nhưng cháu không hiểu tại sao lại như vậy. Chỉ thay đổi kích thước thôi mà, sao lại không đi được? Câu trả lời nằm ở đôi chân của chúng. Đây cũng là một định luật tự nhiên, gọi là định luật bình phương lập phương. Theo đó, khi một con vật tăng về kích thước, nếu đôi chân không phát triển tương xứng với kích thước đó, con vật đó sẽ bị mất thăng bằng và ngã quỵ. Thay vào đó, chúng sẽ cần phát triển các chi to và rộng hơn để chống đỡ trọng lượng. Ehem, tớ rất ngạc nhiên, nhưng tớ cũng đã hiểu rồi các cậu ạ. Vậy những con quái vật khổng lồ chân nhỏ xíu trên phim ảnh đều là vô lý ạ? Đúng vậy, cậu còn phải hỏi lại nữa. Trên thực tế, những con vật to lớn như voi, tê giác, chúng đều sở hữu những chiếc chân rất to và lòng bàn chân rộng. Với những con vật nhỏ bé như ong hay châm chấu, chúng chỉ cần những chiếc chân gầy guộc bé tí xíu. Nhỏ hơn nữa như con kiến thì chân lại càng bé như một sợi chỉ. Vậy có loài nào to lớn hết sức tưởng tượng không hả bác? Như to bằng cả tòa nhà chọc trời. Tuy nhiên, ở mức 120 tấn, phần chân của con vật đó sẽ trở nên cồng kềnh đến mức phi thực tế luôn. Nên bác nghĩ không có loài nào như thế đâu nha. Loài vật lớn nhất theo nghiên cứu về hóa thạch cũng chơi nặng đến 90 tấn. Đó có thể là giới hạn tối đa của sinh vật sống trên trái đất này rồi.